đời thì thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lắm nhưng như thôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa anh đến cùng trời, đến cùng trời yêu thương. Ok, mua nick được khuyến mại thêm vàng, mua vàng được khuyến mại thêm ngọc, mà mua ngọc lại được khuyến mại thêm vàng, tất cả chỉ có tại shopvimin.com anh em nhá. Ngoài ra thì shop có lạp ATM hoàn toàn tự động cho anh em, không phải chờ nha anh em. Dưới này thì có shop có bán thêm nick free fire, nick liên quân. Ngoài ra thì cực kỳ nhiều dịch vụ để phục vụ cho anh em từ A đến Z anh em mình nhá. Dưới này hàng ngàn random, anh em có thể ghé ngay shopvimin.com để ủng hộ cho Vimin nhá. Hiện tại Vimin đang có nhu cầu nhập nick, nhập vàng giá tốt. Tất cả các server anh em nào có nhu cầu bán thì cứ liên hệ qua Zalo là 0364402943 để được Vimin nhập anh em nhá. Hello anh em, mình lại trao quà cho anh em trong clip mới nhất trên kênh của Vimin nha. Anh em nào mà muốn nhận quà trên kênh của mình thì các anh em cứ comment một cái gì đó và đợi clip sau mình sẽ trao giải cho anh em nhé. Anh em nhớ là cái thời gian nhận quà ấy chỉ là một ngày thôi, cho nên là anh em phải thường xuyên theo dõi cái video của mình nhé. Ok, bạn thứ nhất này, bạn Hoàng Long này, và bạn thứ hai là bạn Đức Xuân nhá. Ok, hai bạn quay lại video màn hình nhắn tin cho mình nhé. Hello anh em, clip hôm nay thì lại tiếp tục tập 2 cho hành trình cày trên Top Top anh em nhé. Thì là anh em nào muốn xem thì anh em nhớ follow cái link của mình nha. Mình sẽ thường xuyên live vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối anh em mình nha. Ok, và clip thôi. Ok, từ hôm nay sẽ đi bản đồ kho báu tiếp anh em mình nhá. Hôm nay sẽ mục tiêu sẽ là 3 tỷ lên 3 tỷ tiềm năng sức mạnh. Tiếp tục lại đi bản đồ kho báu tiếp anh em nhá. Cố lên. Ngọc rồng phiên bản chính anh em ơi, đây là ngọc rồng phiên bản chính nhá. 'Mình trước giờ mình ít khi mình chơi lậu lắm. Nếu mà ông nào mà đủ tầm thuê thì may ra mình mới quảng cáo thôi. Hello anh em. Hello account nhá, câu cao gì đó. Của trí tuệ này. Đông Ngô, cho em vào bang đi anh. Full bang rồi em ơi. Anh phải Vimin Office xuống, phải em ơi. Phải rồi, chọn nó đấy. Còn ai chơi cú bác VH không á? Chắc là vẫn có đấy. Đây ngọc rồng gốc chưa lậu thì nhìn nó nhiều tiềm năng lắm. Tính ra xe 4 là khá là đông đấy anh em ạ. Xe 4 là cũng đông đấy. Xe 4 là cũng mình thấy là khá đông ấy. Cảm ơn Gió Lão Tam đã tặng mình một cái bông hoa hồng nhá. Thực ra bây giờ là mình cam kết với anh em luôn là giờ mình là cái shop gọi là bán cho anh em mình là giá ngọc là giá là tốt nhất và cao nhất nha. Giá khẳng định luôn, giá vàng cũng vậy. Và tất cả anh em nào mà xem TikTok của mình, follow mình rồi, nói luôn với anh em là tất cả anh em mua nick trên 200.000 đều được tặng 100 triệu vàng hết. Tất cả server nhá. Hứa với anh em mình, hứa luôn. Em như tiền master khó u. Chơi LSO cày chay tới chết không VIP. À tí là mình lao rảnh hoặc là tối tối mình vẫn like LSO đấy. Cảm ơn HL đã tặng mình một cái TikTok nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Shop anh cao nhất à? Ừ ok, cảm ơn Thiên nhá. Đông Ngô, tí cho em ít bổ hít cường độ giáp xem kaka. Ok em ơi, ok. Hôm nay lick của mình sẽ lên khoảng là 3 tỷ tiềm năng anh em ơi. Khoảng 3 tỷ nhá. Mình nghĩ là vậy. Đấy. Chào user nhá. Hồi lậu không muốn coi, ok anh em hit kéo với á. Hết PT mình hết slot rồi. Anh em nhìn thấy chưa, lick của mình vừa mới cày hôm qua xong hôm nay đã được 2 tỷ mốt rồi.
Nói chung là lâu lâu có một số ông lậu ông ấy thuê mình live stream cho ai, mỗi buổi ông giả mấy trăm nghìn đấy. Thì là nếu mà thấy ông nào đủ lực thì mình vẫn nhận. Mình nhận để mình có tiền để mình đầu tư vào nick của mình thôi. Đấy. Ôi, 96 anh em đang xem cơ à? Đông đấy nhở. Tính là like Ngọc Rồng nhớ anh em xem, vừa đã like LSO được có mấy chục. Thì anh em cứ follow mình đi. Mình lâu lâu mình vẫn like LSO anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là Ngọc Rồng Online anh em ơi, Ngọc Rồng Online. Chào 108 anh em đang xem nhá, anh em follow mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Đây là một mình nick của mình, một mình đi thôi. Xem ở đây là xem ở 1, xem ở 1 anh em ơi, xem ở 1 nhá. Xem ở 1. Đồng hồ, tí hết bản đồ một cho em nha anh. Ok.